rất là đẹp, đèn sáng đẹp lắm. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin review lại cho các bạn hai mẫu con chuột nữa. Các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình á. Thì đợt trước mình có giới thiệu cho các bạn, cập nhật cho các bạn một mẫu. Đó là mẫu con chuột. Mẫu con chuột trước, nhưng mà cái thời điểm này thì hàng bây giờ đã về. Thì nó có được hai mẫu, thêm hai mẫu con chuột nữa các bạn. Thì năm nay con chuột thì những cái mẫu mã nào ra mới thì mình sẽ xin cố gắng cập nhật cho các bạn biết sớm. Thì những sản phẩm nào các bạn thấy đẹp á, thấy đẹp thì các bạn có thể cập nhật lại, có thể lấy về bán. Rồi, thì cái mẫu con chuột này, một con chuột chạy pin các bạn. Con chuột chạy pin, mình xin review là con chuột chạy pin cho các bạn xem trước nè. Cái mẫu này thì nó đẹp hơn cái mẫu mà hôm trước mình review các bạn. Thì các bạn có thể vào những cái video của mình á, xem là những cái video trước á, thì thấy được cái mẫu con chuột mà hồi đợt trước. Thì cái mẫu này á, nói chung là nó rất là đẹp. Rồi, mình sẽ xin review đây. Khi các bạn mua về á, thì các bạn tháo cái bọc ra. Ok, thì những cái sản phẩm cái lỗ tai này nó gời hết nha các bạn, gời hết, cái đuôi nó cũng gời luôn, thì các bạn phải lắp ráp lại, các bạn phải lắp lại, lắp hai cái lỗ tai lại nha các bạn, mình đẩy vô khớp nha, đó, vô khớp rồi, cái đuôi này các bạn cũng phải lắp luôn, đó. Cái sản phẩm này thì nó cũng có vòng dây nữa các bạn, dây này làm cái gì, dây này các bạn buộc trên lưng mà, để chi, để cho các con em chúng ta khi chơi dắt đi chợ hay đi công viên các bạn, hoặc đi chỗ những chỗ đông người á, thì cọng dây này nó sẽ làm cho cái sản phẩm đồ chơi của chúng con em chúng ta không bị lạc, thì nó đi tới đâu thì mình sẽ dắt đến đó, cái chuột đi tới đâu thì mình sẽ dắt đến đó. Thì cái sản phẩm con chuột này á, sản phẩm này nó xài 3 viên pin. Hồi cái sản phẩm của con chuột của những video trước thì nó xài 2 viên pin các bạn, nhưng mà sản phẩm này thì xài 3 viên pin. Các bạn tháo 3 viên pin ra, tháo nắp ra lắp 3 viên pin vào. Bạn lắp 3 viên pin vào. Cái tiếng nhạc của con chuột này nó cũng rất là đẹp, rất là hay các bạn. Nó kêu cái tiếng rất là dễ thương. Đây, mình sẽ cho các bạn xem sơ nét về cái mẫu mã của hình dáng này của con chuột này nhé. Đây, các bạn nhìn đây. Mẫu này thì thấy rất là hấp dẫn các bạn. Rất là dễ thương. Đây. Rồi, các bạn xem trên lưng nè. Đó, cho nên nó có những cái pha chế đèn led nha các bạn. Ở dưới bụng thì nó có cái bụng để lắp pin ra thôi, nó lắp pin vô. Công tắc nằm ở đây các bạn, công tắc nằm ở cổ, lo. Rồi ok, mình sẽ cho các bạn thấy chi tiết và cách hoạt động của con chuột này nha. Đó, nó kêu tiếng nhạc này nè các bạn. Đèn nè, đèn lỗ tai nè. Trên đây cũng có lỗ tai đèn luôn các bạn. Trên đây cũng có đèn, đèn chiếu, chiếu rất là đẹp. Ha. Ở đây mình review á, nó sáng quá nên các bạn không thấy được cái đèn. Đây các bạn hãy nhìn kỹ nè, nó đi nè, nó đi rất là chậm các bạn, nhưng mà ban đêm thì rất là đẹp, đèn sáng đẹp lắm. Đây mình cho nó to lại cho các bạn xem. Này các bạn nhìn đây nè, mình buông xuống chuột chạy nè, bạn thấy chuột chạy không đó. Thì cái dây này á, em bé có thể cầm luôn các bạn, cái dây này nè, cái dây này các bạn có thể cầm, em cầm dây luôn nè, cầm dây cho con chuột nó chạy nè. Khi con chuột nó chạy, chúng ta nhả dây ra hết thì con chuột nó sẽ không chạy nữa, thì chúng ta kéo lên buông ra, chuột chạy tiếp, buông ra, con chuột chạy tiếp, buông ra. Đó, cái dây nó là gì các bạn, cái này là trò chơi nhân gian đó. Cái này con chuột thuộc trò chơi nhân gian đó, bạn thấy không? Thì nó xài bằng dây thun, nếu như cọng dây thun nó đứt á, thì ba mẹ có thể lấy cọng dây thun khác mà mình thay vào. Đây cọng dây thun đây các bạn,
Đây, cọng dây thun nè. Ba nếu như cọng dây thun này đứt thì ba mẹ có thể lấy cọng dây thun khác mà mình thay vào. Khi thay vào thì chúng ta buộc dây thì con em chúng ta chơi tiếp thôi. Đó, chúng ta kéo lên thì cọng dây thun nó sẽ quấn lại, buông xuống con cọng dây thun nó sẽ quấn qua quấn lại. Đó thì còn làm sẽ làm con chuột chúng ta chạy. Thì cái mẫu mã này mình thấy ở ngoài thị trường bán cũng rất là hay các bạn. Tập trung bán rất là đẹp, con em chúng ta cũng rất là thích nữa. Đó, rất là dễ thương. Rồi ok các bạn, hôm nay mình review cho các bạn xem